có chừng hai đối tượng, mà là bọn vãng lai hơn là người địa phương. Tuy các cậu, tôi muốn nói các cậu một điều. Làm công tác điều tra không phải chỉ biết chăm chăm buộc tội, mà điều quan trọng là phải biết chứng minh người ta vô tội nếu thật sự người ta không có tội. Đó mới là thực chất của trách nhiệm và lương tâm. Các cậu hiểu rõ chưa? Dạ rõ. Có chuyện. Dạ. Cô cho tôi gửi cái này. Dạ. Dạ. Thiệt tình, giờ này sắp giao thừa rồi, còn dọn dẹp gì nữa chị Mai? Không dọn bây giờ, để sáng mùng 1 dọn luôn hả ông già? Thay dĩ kiến với cỏ, thì anh á với thằng Linh nè, sắn tay vô phụ một cái coi. Mừng chi vậy chị Mai? Kêu thằng Linh nó vô nó phụ, nó còn trẻ nó khỏe lắm mà. Tụi bay nói nhiều quá à, phụ hay không phụ, thằng Linh á là bảo vệ sao vô đây được? Hồi đó mà tin thiệt ông này, đồng ý lấy ổng, đời em coi như xong luôn. Cái thứ làm biến có bằng cấp. Đừng có ghẹo nha. Tết mà bị bắt trực, nản lắm rồi đó. Đi cái gì? Mình ăn chắc. Bốc thăm thì phải chịu thôi. Đậu xe mới hả? Xe anh Bình. Chứ cỡ hôm này chú làm biến thì cái xe đạp chở dây chai còn không mua nổi. Nó chi tới xe Black. Tất cả chú là ai? Đứa giờ là tôi bắt đầu nhà nước hả? Tao bị chó mày lại. Muốn anh đạn hả? Mấy ông, mấy ông cần gì? Tụi tao là cướp. Trời hết lại cho tao. Từ đây mày. Đi xuống. Để lên. Muốn cắt luôn. Đổi nó lại luôn. Nhanh rút. Trói nhỏ kia luôn. Mày vừa dắt con mày ra đây. Dạ. Đi vậy. Đi. Nhớ đó. Ở đây có loại thuốc này không? Có trong kho này không? Dạ. Loại thuốc mắc tiền này không có trong kho này đâu. Tuấn, ra ngoài canh gác. Dạ. Thôi, đi xung quanh kiểm tra. Dạ. Quang và Thới, hai đứa bay ở đây coi chừng con tin. Dạ. Dạ. Còn Phong, ra kiếm cho tao chiếc xe. Còn tất cả tụi bay, đi theo tao. Cho nó ngủ đi. Tôi. Sao không ra kho mà còn ở đây? Giao thừa sắp tới nơi rồi đó.
Ủa, ai đi cùng với chị vậy chị May? À, trên công ty xuống nhận hàng đột xuất đó mà. Từ sớm tới giờ ở đây có ai liên hệ với tôi đâu. Chú em làm bảo vệ cốc ké thôi mà chú nhiều chuyện quá. Ai giọng nghe quen quen ta? À, anh có phải là con bác Tư Can không? Em là Linh, con có bác Sáu ở Trà Ôn nè. Chắc chú nhìn lầm ai rồi đó. Lầm con khỉ họ, anh mới là lầm đó. Anh nhớ không? Hồi lúc đó anh phụ làm hồ cá kiển cho nhà em đó. Anh không nhớ hả? Bà con không mà làm vậy buồn lắm đó nghe. Ê, đừng làm bậy nha, đây là cơ quan nhà nước nha. Đây là cơ... Tính sao đây anh? Dịch thuốc nó rồi nhốt chung với mấy đứa kia. Thịt nó luôn đi. Đâu cần phải vậy đâu anh, mình bàn trước với nhau rồi mà. Dù gì nó cũng là bà con của mình mà. Mẹ nó, bà con xã Lắc à? Mày muốn chết chùm hả? Nó đã nhận ra tụi mình rồi mày thấy không? Tao cũng đâu có muốn đâu mày. Thôi kệ nó. Thịt nó luôn đi. Chào anh. Chào cô. Cô ra ngoài kia, chị sẽ hướng dẫn cho cô thực nghiệm hiện trường. Tôi phải làm báo cáo cho sếp gấp. Thông cảm nghe người đẹp. Hai anh đi theo tôi. Anh Việt ơi, có người chết. Sao? Có người chết. Ở đâu? Giờ tán. Dạ mọi người làm ơn tránh ra để cho công an làm việc đi. Alo, đợi tôi một chút. Yeah.
mấy anh đã thấy xác chết này được bao lâu rồi? Dạ bao lâu mới thấy? Vậy còn anh? Dạ em mới thấy. Ờ vậy hả? Nạn nhân đang chờ anh nãy giờ. Chú coi tranh thủ lấy lời khai mấy nạn nhân này. Dạ. Mời các anh chị theo tôi để lấy lời khai. Dạ. Dạ. Chị đã khai chính xác và đầy đủ hết chưa? Dạ, em cũng không biết nữa. Không biết là sao? Dạ, tại sự việc xảy ra bất ngờ quá. Tới giờ em vẫn còn hoảng sợ nữa. Cho nên em cũng không biết có chắc không nữa. Sao? Ba lần khai, ba lần khác nhau à? Dạ. Chào đồng chí. Sao? Đồng chí đã có kết luận về cái chết của nạn nhân chưa? Kết quả còn chưa có, nói gì đến kết luận. Anh ghi vào biên bản giùm tôi nha. Nạn nhân chết là do bị ngạt nước. Trước đó, nạn nhân đã bị tổn thương rất nặng ở vùng gáy. Đốt sống cổ thứ ba bị nứt. Nhưng không dẫn đến cái chết cục bộ. Vậy nạn nhân bị trấn nước cho đến chết à? Gần như vậy. Theo thí nghiệm cho thấy, trong cơ thể nạn nhân có chứa một lượng chất gây mê. Tóm lại, nạn nhân đã bị hôn mê và đã bị ném xuống nước. Chết là do sốc phản vệ. Thuật ngữ chuyên môn này làm anh khó hiểu hả? Tôi được đào tạo là để bắt tội phạm, chứ không phải để suốt ngày hí hoáy ba cái chai lọ như cô. Biết sao được. Cái mà các sếp đang cần là bản kết luận pháp y bên bộ phận các cô. Đề nghị có càng sớm càng tốt. Bên bộ phận chúng tôi, quan trọng là càng đúng càng tốt, chứ không phải càng sớm càng tốt. Thưa thượng quý việc. Sao cô chọc cha nổi chi cô Mai? Ông nóng tính thấy mồ. Cả cơ quan này ai mà không biết ổng.
Sao? Chúng tôi làm việc với cô, có gì không thoải mái à? Em sợ liệu em có ở tù không anh? Cô là nhân chứng có mặt trong lúc xảy ra vụ cướp. Chúng tôi cần lấy lời khai của cô để phục vụ công tác phá án. Cô có dính líu gì không mà sợ ở tù hả? Em mà dính líu cái gì? Nhưng mất thuốc ở kho chắc đi tù cả đám á. Không đâu, ngoài những gì cô đã khai từ hôm qua đến giờ, cô cố nhớ lại xem còn chi tiết nào liên quan không? Không. Thôi được, vậy cô xem qua, nếu đúng thì ký tên vô. Dạ. À, em nhớ ra vụ này. Mày ơi, mày ơi mày, mày ra ngoài coi ai kêu ở ngoài. Nè, mày định chơi trò ninja bịt mặt ra hù người ta hả mày? Mày ơi, con cha nào kiếm mày á? Mày đi vô trong coi đứa nào tên mày ra đây tao biểu. Đứng dậy đi, nhanh lên. Bên ngoài ai kiếm mày vậy? Dạ là ông Tư, tài xế của sếp em á. Cha nội này khi không tới đây giờ này làm gì vậy ta? Dạ không biết nữa. Cơ quan em á, bất kể giờ giấc có lợi là không phải xuất. Ê tụi bay, tất cả tụi bay qua phòng kế bên hết cho tao. Dạ, dạ. Giữ của mày lại. Nhanh đi, nhanh lên, nhanh lên. Vậy theo cô, ông Tư và bọn cướp có quen biết với nhau không? Dạ, em cũng không biết nữa. Nhưng em nghĩ, có lẽ là không. Hy vọng là cô Thục nói đúng. Từ trước đến giờ, cô có thấy ông Tư thân mật với cô May không? Dạ thân chứ, không riêng gì chị May. Ông Tư thân hết với cả tổng kho, người gần gũi nhất của thủ trưởng mà. Vậy phiền cô ký thêm vào đây. Dạ. Cảm ơn cô. Giờ cô có thể về. Dạ. Ủa, gì vậy hả anh? Nhân tiện gặp cô ở đây, xin nhờ một việc. Trong đêm xảy ra án mạng, đã có vài cơn mưa nhỏ, nhưng cũng hy vọng là sẽ tìm kiếm thêm được cái gì. Anh Nhân, anh qua bên kia xem xét lại hiện trường đi. Dạ. Hai anh nghĩ sao mà xin sếp để trưng cầu giám định vậy? Sao? Không đúng thủ tục hả cô Mai? Ở đây không phải là vấn đề thủ tục. Chứ là cái gì nữa đây? Làm sao để mà có kết quả chính xác được? Đây là ý kiến của anh Sáu. Bây giờ chỉ còn có một cách. Sao? Cách nào? Nói thử xem. Chúng tôi hoàn toàn không muốn cô buồn, nhưng vì tính chất của công việc buộc chúng tôi phải quay lại từ đầu đến cuối. Một cách cụ thể và chi tiết, càng cụ thể càng chi tiết càng tốt. Vậy cảm phiền cô ghi lại tờ tường trình này một cách thật kỹ, để chúng tôi có đủ cơ sở làm rõ vụ bọn cướp làm nhục cô.
Sao rồi đồng chí Mai? 2 tiếng nữa hả? Phúc. Em viết xong rồi nè anh. Tình hình là như vậy. Biên bản trưng cầu giám định đã có rồi. Cô Mai à, chúng tôi cần sự hợp tác của cô và tất cả mọi người. Mong rằng cô hợp tác hết sức nhiệt tình và trung thực. Còn việc cô khai bị bọn cướp cưỡng bức, chúng tôi có chút suy nghĩ. Nghĩ là sao? Cô khai không trung thực. Có gì là khai không đúng sự thật? Biên bản giám định cho thấy cô đã có quan hệ từ rất lâu, và hôm ấy không hề có dấu hiệu của sự cưỡng bức. Nhưng em nói thiệt mà. Cô Mai à, tôi mong rằng cô suy nghĩ lại và hợp tác tốt hơn. Anh Việt, sếp gọi anh gấp. Cậu lại đây. Cậu đọc đi. Vợ cậu mới gửi lời hồi sáng. Chứng ác một cái á, cậu gửi cho anh Xuyên ở phòng tổ chức. Họ mới gửi qua tôi đó. Thôi, cậu về nghỉ đi. 15 phút nữa lên bàn giao vụ án tổng kho cho Thông. Tôi đã điện cho Thông rồi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Đây là lệnh. Mày ơi mày. Mày. Chú Tư. Chú kiếm con hồi nãy giờ. Dạ. Xuất thuốc cho chú đi. Lấy thuốc gì giờ này chú Tư? Thủ trưởng đi công tác sớm, giờ này không lấy thì giờ nào mới lấy hả mày? Vậy hả chú? Ông đi Đà Nẵng để chúc Tết và sẵn dịp chào sản phẩm với đối tác. Ủa, ai vậy mày? Dạ. Chà, con nhỏ này ha. Dám đưa cả bạn trai vào chỗ làm ha. Mày quá đáng lắm à. Dạ, chú Tư ra ngoài phòng bảo vệ ngồi uống trà đi. Lát con đem ra. Thôi, nói vậy thôi chứ tao không làm phiền chuyện tụi mày nữa. À, thôi đi làm việc đi mấy chị. Tôi tưởng chuyện này có gì đâu chú. Con đã nói với chú rồi. Chú làm ơn khai thiệt, khai hết giùm con. Chú đừng nghĩ là chuyện này quan trọng hay chuyện kia không quan trọng. Kẹt cho tụi con, khó xử lắm chú Tư. Chuyện tế nhị mà chú. Tôi hỏi chú, một vợ ba con như tôi, lương không đủ ăn thì làm sao nuôi nổi người khác. Tôi tưởng chuyện này đâu có gì đâu. Thợ may thì ăn giải mà, thợ hồ thì ăn công. Huống hồ tôi lái xe cho tổng kho thuốc, tôi kiếm thêm chút đỉnh mà chú. Vậy chú cảm phiền khai lại chính xác từng chi tiết giùm con. Alo, tôi Thanh nghe. Được, cô mời giùm tôi các anh ấy lên đây.
Mời vào. Dạ, chào. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Mời hai anh ngồi. Cô xuống dưới căng tin lấy mấy ly cà phê đá. Dạ. Và nói với chị Tám pha cho tôi một bình trà ngon. Dạ. Hồi sáng này tôi đi họp bên quỹ ban. Mấy anh bên đó cứ hỏi miết. Nên tôi mới điện thoại để mời các anh qua đây. Tình hình sao rồi anh sao? Dạ thưa anh, bên em đã có bản báo cáo sơ bộ và đã chuyển qua quỹ ban sáng nay rồi. Tụi em cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt. Tóm lại, cái tôi và mấy anh bên quỹ ban muốn biết ai làm vụ này, có dính líu đến nội bộ không? Vậy thôi. Do sự việc xảy ra trong đêm giao thừa, cộng với lời khai của nhân chứng rất là lung tung, cho nên đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa xác định được thủ phạm là kẻ nào, nên chưa thể trả lời câu hỏi của anh được. Sẵn có anh đây, có lẽ sắp tới chúng tôi sẽ nhờ anh hỗ trợ một việc. Các anh cứ làm việc các anh cần. Cần việc gì thì cứ nói tôi hỗ trợ. Thưa anh, có phải chú Tư là tài xế riêng của giám đốc không ạ? Đúng. Ông ấy có liên quan tới vụ cướp à? Dạ không có gì. Vì hôm xảy ra vụ án, chú Tư có đến lãnh thuốc ở tổng kho. Đúng rồi. Hôm đó tôi cần đi công tác ở Đà Nẵng, tranh thủ làm việc. Và chúc Tết khách hàng tiềm năng luôn. Cái ông Tư này có dính tới vụ án nữa. Như tôi đã nói với anh rồi, có những lời khai chúng ta cần lưu ý, nhưng còn dính líu hay không thì làm sao chúng ta có thể kết luận được anh. Gì thì gì, phải đợi sau khi tái lập hiện trường rồi thì những mâu thuẫn trong lời khai sẽ giúp chúng ta xác định được nhiều việc mới anh ạ. Còn vụ của ông Đức, sao các anh gửi bản yêu cầu xác minh mối quan hệ ông và Tổng Vật Tư? Dạ không có gì đâu anh. Không có gì vậy? Tụi em thấy không cần thiết nên chưa báo cáo thủ trưởng thôi. Trong quá trình làm việc với anh Tổng thì bên anh Sĩ có phát hiện ra một số thiết bị để nén thuốc ngay trong tổng kho. Cái gì? Ở đâu ra mấy cái thiết bị đó? Cái đó chỉ sản xuất nhỏ thôi, không hiện đại, hoàn toàn bằng thủ công. Của ai? Của anh Tổng và ông Đức, phó giám đốc xí nghiệp. Vậy là hình thức núp bóng ngay trong công ty nhà nước à? Mời các anh uống cà phê. Dạ, chào thủ trưởng. Đồng chí Hoa, cô vô đây, cô ngồi đi. Cô ngồi đây đi. Dạ. Hồi sáng này bên phòng BC1 có điện qua, tôi đang chờ. Cô đến thật đúng lúc. Từ bây giờ, cô thay tôi làm việc với cô May. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau, có nhiều việc tế nhị mà chúng tôi không thể làm được. Cô May nè, từ giờ trở đi, nếu có chuyện gì khó cần trao đổi thì cô làm việc với thượng sĩ Quang nghe chưa? Thôi, tôi đi đây. Dạ, chào thủ trưởng. À nè, nếu có chuyện gì gấp, cô điện thoại cho tôi, mình sẽ trao đổi nhanh. Cô đừng tự quyết một mình nghe chưa? Dạ. Hy vọng là với tôi chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
bây giờ như vậy. Tôi muốn trao đổi với chị, có thể gọi là hơi một chút riêng tư. Chị hãy vui lòng kể lại cho tôi biết, vì sao chị lại khai báo rằng chị đã bị cưỡng hiếp. Có thể chị thấy khó trả lời, nhưng mà xin chị đừng ngại. Cùng là phụ nữ với nhau, chị yên tâm, tôi sẽ hiểu mà. Nếu là cô, liệu cô có yêu một người đàn ông có bản lãnh như vậy không? Sau đêm đó, tôi và anh ấy yêu nhau. Vậy tên của anh ta là gì? Chuyện đó đâu có liên quan gì tới vụ cướp đâu. Cũng có một chút. Là sao? Tôi không hiểu. Bởi vì lời khai ban đầu của chị là bị bọn cướp cưỡng hiếp, nhưng mà giờ đây lại là quan hệ với người yêu, buộc chúng tôi phải làm rõ chuyện này. Tôi không hề biết tên. Chúng tôi yêu nhau không quá một tháng, sau đó anh ấy đi xa. Chính vì tôi không hề biết tên mà chỉ gọi là anh ba, nên tôi đã gìn giữ bao năm trời. Tôi đã trao đời con gái cho một người tôi không hề biết tên, tuổi, địa chỉ hoặc nghề nghiệp. Tôi không dám nói cho bất kỳ một ai biết chuyện này. Chuyện hơi hơi khó tin. Vậy theo chị, tôi có nên tin không? Chuyện này đâu có liên quan gì tới vụ cướp. Tôi muốn nhân cơ hội cho mọi người biết lý do tôi không còn là con gái. Nhưng mà tôi không ngờ công an làm việc quá kỹ. Thôi được rồi, mọi chuyện chị hãy ghi lại trong bản tường trình. Hy vọng là lần này chị nói thật. Nè cháu, lại đây con. Dạ. Cho cô hỏi thăm nhà ông Sáu. Ê, ông Sáu nào? Ở đây có ba ông Sáu, cô muốn tìm ông Sáu nào? Nè, cô cho tiền ăn bánh nè, chỉ cho cô nhà ông Sáu bằng công an. Con không có nhận đâu. Ba má thấy, ba má quýnh con chết. Cô chạy hạn tới ngã ba, rồi cô quẹo phải là tới liền. Ờ, cảm ơn con nha. Dạ. Anh giải thích đi. Anh thật sự làm tôi thất vọng quá anh Đức à. Sao? Khó nói hả? Tôi tin anh, nên tôi mới xin anh từ sở về. Cũng mong anh em đã từng vào sanh ra tử trong chiến tranh, nay ở thời bình, anh em mình vực dậy cái sĩ nghiệp ăn nên làm ra. Nào ngờ. Anh đừng nói vậy. Thời buổi khó khăn, tôi lén anh tìm chút đỉnh ngoài tiền lương, đâu đến nỗi. Như thế nào mới là đến nỗi? Núp bóng công ty nhà nước sản xuất thuốc tây lậu để tư túi. Như vậy mà anh cho là không đến nỗi à? Anh có biết, từ lúc công an phát hiện ra, xí nghiệp thuốc lậu của anh nằm trong tổng kho, thì công nhân xí nghiệp họ nghĩ gì về anh, về tôi không? Cũng may, không phải là thuốc dởm, chỉ là thuốc cảm thông thường thôi. Ngày mai này, trên bàn làm việc của anh sẽ có một tờ đơn xin từ chức của tôi. Cũng chưa đến độ phải làm như vậy đâu. Nhưng tôi nghĩ anh khó có thể đảm nhận chức phó giám đốc sau vụ tai tiếng này. Chính vì hiểu như vậy nên tôi mới xin từ chức, để tránh khó xử cho anh. Không cần đâu. Tôi cũng đã tính hết rồi. Thằng Tông và anh sẽ nghỉ theo chế độ vô dư,
khi chuyển đổi doanh nghiệp tới đây thì anh cũng sẽ lãnh được chút đỉnh. Dạ chào sếp. Dạ, mời sếp. Chào sếp. Cảm ơn. Vậy là coi như dậm chân tại chỗ. Dạ thưa anh Sáu, cũng có một chút dấu vết. Tụi em để quyết khu mây chắc chắn có dính líu trong vụ cướp tổng kho này. Căn cứ vào đâu? Dạ cô thủ kho này lúc khai thế này, lúc lại khai thế kia. Em có cảm tưởng như cô ta đang che giấu một điều gì đó rất là quan trọng, một mấu chốt của vụ án. Cô nghĩ như vậy à? Dạ em nghĩ là như vậy. Cô nghĩ sai rồi. Linh mới mà sếp. Trong nghiệp vụ không có nghĩ là, mà tất cả là chứng cớ. Hiện nay cô có bằng chứng gì không? Có một việc không biết có liên quan đến vụ cướp hay không, nhưng em cũng ghi nhận. Là cái gì? Bên phòng cảnh sát kinh tế vừa thông báo, tất nhiên bằng miệng thôi. Họ nói là có dấu hiệu thuốc tây từ tổng kho được tuồn ra thị trường khá nhiều. Bọn chúng cướp tổng kho dược phẩm mà dấu hiệu là thuốc tây tuồn ra thị trường. Vậy mà cô cho là không liên quan hả? Dạ thưa sếp, với số lượng thuốc mà phòng kinh tế và phòng quản lý thị trường tạm giữ, với số lượng rất lớn, sau những lần kiểm tra đột xuất mà đã xảy ra cách đây hơn 6 tháng trước. Nghĩa là sao? Nghĩa là không phải xuất phát từ vụ án cướp tổng kho mới xảy ra. Hay đây là một vụ gian cảnh? Cũng có thể. Anh đến quê em nơi đây có dòng sông cầu, từ ngày hồi liêm anh đã ước ngày xưa. Vượt bao đèo cao, bao núi sâu, nắng mưa, gió sương anh không ngại, chỉ mong gặp em người con gái, hát câu dân ca. Hiểu đi, hiểu. Hay quá ta. Anh gì ca quá ta. Hay quá. Có sếp. Gì đâu. Sếp. Chắc là sếp đắc đạo lắm phải không? Anh Sáu kêu tụi em xuống rủ anh qua nhà anh Sáu chơi. Hôm nay anh Sáu quyết định nghỉ xá hơi, tụ tập ăn Tết Quang Trung ở nhà anh Sáu. Anh vô thay đồ đi, tụi em chờ. Đi, thôi, lẹ anh lên. Không đi đâu. Trời ơi, giờ không gọi anh Việt. Đi vô thay đồ đi. Ôi, anh đi, có đi nhớ mà. Câu sếp thường hay nói không? Đó không phải là yêu cầu, mà là lệnh. Vô thay đồ đi anh. Ôi, nín nín nín, nín ô, chiều chiều ra đứng tây lầu tây. Tây lầu tây thấy cô tàn tình danh nước. Ô nín 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 thương 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 thương. Ô nín 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 à con. Ô thương thương nín. Rầu thúi ruột ở đó mà ru cái gì không biết nữa. Còn nó khóc không dỗ sao được anh. Nín đi con, ô nín đi con, nín đi con. Ngày mai á em đưa con về ngoại ở đỡ đi. Giờ này anh đi đâu nữa? Đi kiếm vài xì rượu nhậu lai rai chứ đi đâu. Thôi nín đi con, thôi nín nín đi con. Dư tiền chú. Chú cho xin 15 ngàn. Đây nè. Cảm ơn. Chào hai đại ca. Tao tưởng mày không tới chứ. Cho phe đá không đường em ơi. Mấy cha làm ăn ngon thiệt.
tới giờ này mà vẫn còn im re. Vậy mà lúc đầu tôi lo quá. Sao, bán được không? Chuyện nhỏ như con thỏ. Bao nhiêu? Một thùng gần 10 triệu. Các chiến hữu cứ thế mà nhân lên. Được bao nhiêu tiền tôi mua vàng liền. Là bao nhiêu? Hiện hơn 100 cây. Là bao nhiêu? Nói lại coi. 130 cây. Giờ muốn lấy vàng thì lấy, muốn lấy tiền thì lấy. Mày nói cho chính xác. Số thuốc đó bèo lắm cũng được 600 cây. Trời ơi, gì dữ vậy anh Út? Tao thì không đếm, nhưng chiếc xe đông lạnh đó chứa được hơn 300 thùng. Mày thử nhân lại đi. Thì đúng rồi, nhưng mà cái này chỗ quen biết, với lại mình đang cần ta, mình đang cần gấp. Hơn nữa có bán được hết đâu, mình chỉ bán được có 1/3 thôi mà. Còn vụ thằng bảo vệ, mấy anh hạ nó làm chi? Để bây giờ lớn chuyện, mấy ngày nay cả thành phố y ầm lên. Mày thì biết gì? Nó là em bà con xa của anh Út, không xử nó bể ráo trọi à. Sao anh? Có gì mà phải tính? Anh Út hay thiệt á. Mày có biết đám tụi mình có thể bị bắt là tại vì ai không? Ai? Là vì mày đó. Mối quan hệ của mày với con nhỏ thủ kho, nó sẽ là mối nguy hiểm cho tụi mình. Mày hiểu ý tao chứ? Tối hôm nay viết gần 20 bản tường trình rồi. Chị báo với sếp cho tôi về thăm nhà chứ. Tôi đâu phải tội phạm đâu. Chị yên tâm, khi chúng tôi thu thập xong và cảm thấy lời khai của chị là trùng khớp, chúng tôi sẽ đề xuất đưa chị về ngay lập tức. Chúng tôi có một câu hỏi, mong cô trả lời thành khẩn, hợp tác. Cô quan hệ thế nào với On? On nào? Nguyễn Văn On, 37 tuổi, quê ở Tam Bình. Trước đây là dược tá viên của xí nghiệp. Mày nên nhớ, mối quan hệ của mày với con May chỉ là quan hệ làm ăn thôi. Đừng có để tình cảm xen vào.
Làm gì gửi tao bữa trước, bữa sau mày lấy vậy? Em có chuyện gấp mà. Tao trả mày đó nghe. Mày muốn gặp tao đừng có đòi à. Đếm đi, đếm lại có đủ không? Thôi, chỗ anh em quen biết mà, tin nhau không hết, ở đâu đếm. Em có chút tiền trà nước, em gửi anh. Ủa đi, mày làm gì có sao được. Anh kỳ quá, cái này là em biếu anh, chứ đâu có bắt anh ăn cắp ăn trộm gì đâu mà anh sợ. Thôi thôi thôi. Thôi mà, lấy cho em vui mà. Anh có cái bao hay cái giỏ gì không? Bỏ vô cho nó kín kín một chút. Mày đợi tao một chút đi. Nè. Cảm ơn anh nha. Em đi nha. Ừ. Ai dám làm phiền Mai vậy? Ủa, là anh Thông hả? Làm em cứ tưởng. Tưởng ai? Thôi quên chuyện đó đi. Anh Sáu cử anh đến để lấy hồ sơ kết quả hả? Đâu có. Anh chỉ nóng lòng muốn tới xem một chút thôi. Thôi đi ông tướng. Làm như tôi không biết vậy. Muốn đến đây để tôi nói cho biết trước kết quả chứ gì. Vậy có chưa? Cảm ơn Mai. Chỉ là khám nghiệm sơ bộ. Nạn nhân bị cú đánh bất ngờ ngoài dự tính của tên hung thủ mà thôi. Làm sao Mai biết? Mai cứ như là Sherlock Holmes vậy. Anh nói quá. Em phân tích theo góc độ của pháp y. Nhưng cũng vô ích thôi. Vì nhân chứng đã khai rồi mà. Ủa vậy hả? Mai nè, Mai có thông tin gì khác không? Hiện thì đang khám nghiệm. Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo cho anh. Hai ngày nữa, được chưa? Mày hứa đó nha. Ừ. Ừ. Ê, tình hình của bộ căng thẳng à nha. Hình như sếp Việt với vợ ổng có vấn đề gì đó không ổn. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Nè. Hả? Trời. Có chuyện gì không ổn nha anh sĩ? Làm hết hồn. Hình như sếp Việt với vợ ổng có chuyện gì đó không ổn. Vậy hả? Ừ. Để em qua an ủi anh. Đi đâu vậy? Ủa, ngồi xuống vậy? Đây đi. Đó là chuyện thường ngày ở cơ quan. Ở một thời gian sẽ quen thôi à. Ủa, mà em không đi công tác với anh Thông sao? Ông Thông kêu em về báo cáo tình hình lại cho sếp. Rồi em báo cáo chưa? Em chưa báo cáo hả? Tôi lại bà. Đi báo cáo liền đi. Sếp biết, sếp kỷ luật đó. Hả? Em đó nha. Sếp mình là công việc quan trọng hơn hết. Không thôi là em phải qua nhà báo cáo đó. Ừ. Tôi chết em rồi. Đi báo cáo liền đi. Thiệt tình, bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong cuộc họp vừa rồi ông Thông không đồng ý để qua đi chung với ổng. Vậy là mình gặp Mai rồi. Mẹ, con đi chơi đây. Ừ. Ủa, sao giờ còn chưa đi? Mẹ chưa có phép cho con đi. Chờ má một chút đi. Dạ. Nè. Ít gì mẹ. Mà thôi trễ rồi, con đi nha mẹ. Thưa bà. Con đi đâu vậy? Hả? Dạ, con đi sinh nhật bạn. Sinh nhật? Sinh nhật gì mà từng lễ 6 lần vậy? Bạn bè gì mà đẻ liên tục vậy? Ngày xưa đâu có gì giải trí đâu ba. Phải đẻ nhiều chứ. Thôi con đi nha mẹ. Con đi nha ba. Cái thằng.
càng ngày càng nói không nghe được chút nào. Thì cũng tại ông chứ tại ai. Ai biểu ông khắc khe với nó quá làm chi. Nếu mà không nuông chiều nó thì tôi đâu khắc khe làm gì. Thôi, nói chuyện với ông tôi nói ông lại đâu. Đi vô rửa mặt rồi ra ăn cơm. Còn Sưng đâu? À, nó đi tới nhà bạn chơi rồi. Cầm lâu lên mày. Vô. Vô nè. Hết nha. Vô. Anh Công. Để tôi chút nha. Ủa, anh Vinh, làm em cứ tưởng ai. Sao rồi mày? Hôm nay chuẩn bị chưa? Dạ, em có hai chai à. Anh đợi bạn em đến nữa là đủ. Được, tao sẽ cho mày tới 11 giờ. Nếu không đủ á, thì để lại hai chai rồi cút về. Dạ. Lên xe. Ê, đem tiền lại đây mày. Tôi chắc là thắng mày. Mày yên tâm đi, tao chỉnh xe lại rồi. Trận này á, chắc chắn sẽ thắng cho coi. Mày đưa tiền đi. Ừ. Alo, có phải 113 không ạ? À? Có một cuộc đua xe cách thị trấn về phía nam khoảng 3 km. Dạ. Quy lực như cũ. Ai tới trước người đó thắng. Ok. Những chiếc xe của bắp lần trước hả? Vậy thì lần này á, ử khói đi cứng. Tốc độ chẳng là gì, quan trọng là lá gan của anh kìa. Ok. Alo, nghe nè. Kết quả khám nghiệm có rồi. Trong bao tử nạn nhân có một lượng thuốc an thần Ramon. Là sao? Lượng thuốc này không tiêu hóa hết. Nó còn dướng rải rác ở thực quản và bao tử. Với lượng thuốc này không cần phải nhịp xuống nước thì nạn nhân cũng chết chắc. Vì sao bọn chúng lại cho nạn nhân uống thuốc chứ? Chuyện này em đâu có biết. Theo phỏng đoán thì bọn chúng với nạn nhân có mối quan hệ nào đó. Ok, cảm ơn nhiều. Alo, đối tượng đi ra bờ sông. Em thấy anh bám theo, anh phải đi có một chút chuyện. Vậy nha. Chào anh. Dạ chào chú. Đây là đồ của cậu Linh. Khi cậu ấy mất, tôi đã kiểm tra lại, không thấy thiếu thứ gì. Cảm ơn chú. Cháu chỉ muốn xem qua, xong rồi nhờ chú trả lại cho gia đình của cậu ấy.
Tội nghiệp, cái thằng hiền lành lễ phép vậy mà bị người ta giết. Đúng là ông trời không có mắt. Chú à, cháu sẽ mang cuốn sổ này và tấm hình này về cơ quan nha. Đây là số điện thoại của cháu. Khi nào có người xưng là người nhà của Linh, chú cứ ghi lại và gọi ngay cho cháu nha. À, nhà gửi chú. Chào chú, cảm ơn chú. Báo cáo, họ đã về hả? Xin chờ chỉ thị. Có chỉ thị gì vậy? Tiếp tục theo dõi. Ai biết mình bám theo? Làm gì có, tôi chạy cẩn thận lắm mà. Vậy tại sao tên xe ôm cứ chạy lanh quanh hoài vậy? Hình như tụi nó muốn chạy vòng vòng thị trấn để tham quan. Sao mấy ngày trong trại? Trời, bớt giỡn đi. Lần này mình dùng mây làm mồi nhử như vậy liệu có ổn hay không? Cậu giải thích cho cô tham mưu rõ đi. Chúng ta chưa tìm ra được mối quan hệ gì giữa On May và bọn cướp. Khi thấy May được thả và những tin tức mà chúng ta đưa ra, chắc chắn là bọn cướp nghi ngờ. Kế hoạch thì ổn, nhưng liệu bọn cướp có bị sập bẫy hay không? Chúng ta có kế hoạch dự phòng, nhưng theo cậu như vậy là đã ổn rồi sao? Còn một điều này nữa. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Linh bị giết tới 2 lần. 2 lần? Vậy nghĩa là sao? Điều đó cho thấy rằng bọn cướp buộc Bảo Vệ Linh phải chết vì 2 lý do. Thứ nhất, Bảo Vệ Linh cũng là cướp. Thứ hai, người của bọn cướp cũng đã từng quen biết với Linh nên nhận ra, buộc lòng phải thủ tiêu. Thì ra là vậy. Nhưng mà theo em thấy, khả năng Linh là cướp thì không thể nào. Bởi vì nếu như Linh là tay trong thì giữ lại mạng anh ta sẽ có ích hơn. Đúng vậy. Chỉ có 2 phương án. Thứ nhất, nếu người quen của Linh trong tổng kho dược phẩm, chắc chắn là May cũng sẽ biết. Thứ hai, chỉ có người quen của Linh thì bọn cướp mới rành đường đi trong tổng kho. Tất cả mọi nghi vấn đều đổ dồn vào một người, đó là May. Báo cáo đi. Báo cáo, mục tiêu đã ngồi quán cà phê hơn 3 tiếng đồng hồ. Hai cậu có vào trong quán không? Dạ không. Hai cậu phải vào trong quán ngay. Còn mục tiêu cậu đó không? Nhanh lên. Dạ rõ. We'll be right back.
Dạ anh uống gì? Cho ly cà phê. Dạ. Tính tiền chị đi Kiên ơi. Dạ. Dạ cảm ơn. Tốt, theo dõi mục tiêu. Mình đang bị kẹt không thể tiếp tục được. Khi nào đến địa điểm mới báo cho mình biết. Ok. Má đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cái gì con chơi cũng được hết, nhưng mà đừng có đem tính mạng ra đùa giỡn. Tại mẹ không biết, tụi nó coi con không ra gì, nên con phải cho tụi nó biết mặt. Hay quá ha, ổng mà nghe được ổng nhốt con bây giờ đó. Bà mẹ... tưởng tôi không biết chắc. Mày vô tao biểu, vô đây. Ôi, ba, vô mà. Đây. Ba. Thôi vô đi. Đi ông. Thôi, con nó mới ở công an huyện về mà. Cho nó đi nghỉ đi, có gì thì mai nói. Mà cứ nuôi chiều nó như vậy, làm sao tôi dạy nó được. Tao sẽ cho mày một trận. Sưng, mẹ ơi, lấy con, cho mẹ bà cái rồi. Mày vô đi. Thôi mà, mẹ... ông buông ra. Ông muốn đánh nó phải không? Ông đánh tôi trước đi. Anh... Sao anh lấy danh nghĩa của anh On hẹn em ra cà phê vậy? Anh mà không làm như vậy, làm sao em có thể qua mặt được công an? Bộ em tưởng công an thả em ra là xong hay sao? Em hiểu. Nhưng có điều á, là khi còn ở trong sở công an, anh On có nhắn với em là khi nào ra liên lạc với anh On. Làm em cứ tưởng... Em ra ngoài á, là bọn công an sẽ bám theo em. Cũng may là anh nhanh trí đó. Anh viết tờ giấy, gửi thằng xe ôm đưa cho em. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Anh muốn biết á, em đã nói gì với bọn công an mà họ thả em ra sớm như vậy? Sau hai lần khai gian, em đã bị lộ tẩy. Em không còn cách nào khác, em đành phải cung cấp sự thật cho họ. Nhưng anh yên tâm đi, sự thật á, chỉ là những vụ việc xảy ra từ vụ cướp. Có điều tất cả sự thật không như 100% đâu. Không biết mấy anh kêu tôi khai gì nữa. Anh uống nước đi, rồi bình tĩnh trình bày sự việc. Lẹ lên tụi bay, nhanh lên, nhanh lên đi. Anh tìm ai? Cho tao gặp thằng Sinh. Sinh là gì của anh? Thằng Sinh nó mượn chiếc xe tao đi được một tiếng đồng hồ nay rồi, giờ tao không thấy nó đâu á. Mày kêu nó ra đây gặp tao. Anh đi chơi rồi. Nó đi chơi thì tụi bay tìm nó ra đây gặp tao. Bạn bè của anh tập lum ở đất Vĩnh Long này, biết đâu mà tìm. Vậy thì tao ngồi đây chờ nó cho tới sáng. Anh kia, tụi bay không đi tìm thằng Sinh chứ gì? Tụi bay không đi tìm thằng Sinh thì tao tự lấy xe tao về.
anh đừng có làm càn. Ở đâu cũng có nội quy của nó. Anh muốn lấy xe, phải đợi anh xin về xác nhận rồi mới lấy. Ở đây đã quen với anh Phùng. Anh Phùng là thủ trưởng trong kho. Ở đây thằng nào mà không biết tao. Bây giờ tao đi lấy xe, mày làm gì được tao? Anh mà làm càng tôi bắn á. Nhanh lên. Nhanh lên đi tụi bay. Ngon mày bắn tao đi. Mày chỉ là một thằng bảo vệ quèn mà đòi bắn tao hả? Ngày mai tao nói với anh Phùng coi mày còn làm bảo vệ được nữa không mày. Anh lại. Anh thông cảm, thằng này là lính mới nên sự không đúng với anh. Mày mới vô làm, chuyện gì không biết thì phải hỏi anh em. Muốn làm trời làm đất đòi bắn người ta, anh mà về nói lại với anh Phùng là mày chỉ có nước về quê cặp đất thôi đó. Đi vô trong, mở cửa để anh lấy xe. Dạ. Anh xin có dặn, nếu như anh qua lấy xe thì tụi em để cho anh lấy. Lấy xong anh cứ tự nhiên về, đừng làm tụi em khó xử. Anh chấp nhất chi mấy thằng đàn em, tụi nó còn nhỏ. Anh cứ lấy xe về, rồi ngày mai em dẫn nó qua tạ lỗi với anh. Tao không có lấy xe nữa. Thằng nào có ngon bắn thì bắn tao đi. Thôi mà, tụi này biết lỗi rồi mà. Thôi bỏ qua đi người anh em. Tao nói tụi bay biết, để tao coi cái tâm tao như thế nào. Ngày mai nếu tao buồn hay vui gì, tao sẽ dẫn anh em tao qua nói chuyện với tụi bay. Ủa cha mà nhìn cái gì? Hôm đó tôi say mềm mà, thì sáng ra có chuyện tôi nhớ, có chuyện tôi quên. Theo lời anh kể thì anh đến để tìm chiếc e-black, nhưng hôm sau không thấy xe. Sao anh không tới cơ quan công an để báo mất? Cái này bay đâu hết rồi? Có ngon thì lại đây chơi với tao nè. Sợ tao trốn hết rồi phải không? Có chuyện gì không anh? Ê, cái thằng mà nãy đầu bắn tao đâu rồi? Nó tên gì vậy mày? Anh tìm thằng đó hả? Nó đi về nhà rồi, em cho nó về rồi. Tao hỏi mày nó tên gì? Nó tên Tèo. Anh bỏ qua cho nó đi. Xe kìa, anh cứ lấy về đi. Nhà anh. Tao được rồi. Tao lấy chiếc em lét này về. Sáng ngày mai á, mày kêu tụi thằng Sinh. Dạ. Em sẽ đạp trả cho thằng Kim. Nhớ nghe mày. Dạ. Cậu thấy lời khai của Tổng như thế nào? Em cứ suy nghĩ mãi, tại sao chiếc e-black hơn 60 triệu đồng mà mấy tên cướp lại dễ dàng bỏ qua? Tôi cũng nghĩ như cậu. Qua lời khai của Tổng, tôi nghĩ nhất định là Tổng có liên quan tới bọn cướp. Có phải ý anh nói đến ông Phùng, thủ trưởng của Tổng không? Đúng vậy. Ông Phùng chính là kẻ chủ mưu vụ án. Để tìm việc theo dõi tình hình, có khả năng là ông ta cho Tòng đến để thăm dò tình hình. Dấu hiệu cho mọi việc hoàn tất là Tòng lấy chiếc xe e-black mang về.
Có một vấn đề là tại sao ông Phùng biết Tòng sẽ mang xe của Sinh về? Có thể là Tòng gợi ý cũng không chừng. Tôi dễ vậy đâu. Tôi đã báo với công an rồi. Anh chạy không có thoát đâu. Alo, tôi bạn nghe đây. Dạ, vừa có một vụ án mạng. Sao? Một vụ vui sát à? Có thật không? Chưa chắc lắm, bên đây đang lấy lời khai. Được rồi, tôi sẽ cử người xuống ngay. Dạ. Alo. Cũng có thể. Có điều tất cả chỉ là giả thuyết. Cái chúng ta cần là chứng cứ kìa. May quá, gặp hai anh ở đây. Có chuyện gì vậy Qua? Có chuyện khẩn cấp. Đi. Báo cáo thủ trưởng, chúng em có mặt. Cô May mới vừa bị bu sát hụt. Cậu tin May bao nhiêu phần trăm? Không tin một chút nào. Thưa đồng nghiệp pháp y, ở đây không có gì cho cô kiểm tra đâu. Mấy anh tránh ra cho tôi làm việc. Các anh để đồ xuống đi. Chúng ta bắt đầu làm việc. Cô có thể nhận dạng được thủ phạm không? Dạ không. Trời tối quá, em không thấy rõ. Nhưng có điều, theo em phán đoán thì kẻ đột nhập bịt mặt. Phán đoán của cô cũng hay quá chứ. Mấy anh không tin em sao? Nhưng hiện tại, những lời cô nói không thực tế một chút nào cả. Dạ. Tôi thấy trong lời nói của cô có rất nhiều mâu thuẫn. Cô cho tôi hỏi cô một câu. Sao cô lại biết trước được có người muốn giết cô mà cô sang phòng khác? Đã vậy, cô còn giăng bẫy cho kẻ thù nữa. Cái này chỉ là theo cảm tính của phụ nữ thôi. Nếu người phụ nữ nào
cũng có cảm tính và thông minh sắp xếp kế hoạch như cô, thì tôi nghĩ là chúng tôi nên về hưu sớm đó. Dạ. Cô nên thành thật cho chúng tôi biết điều cô đang che giấu.